Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Hai, ngày 17 tháng 12 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Miền Bắc sẽ đón Giáng sinh trong tiết trời lạnh giá của đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông năm nay. Năm 2012, số vụ và số nạn nhân ngộ độc thực phẩm tăng hơn so với năm 2011. Đáng chú ý là phần lớn số vụ xảy ra tại bếp ăn gia đình. Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính lần đầu tiên giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc thu phí bảo trì đường bộ, dù chỉ còn 2 tuần nữa việc thu phí sẽ được tiến hành trên cả nước. Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ sử dụng tất cả những quyền lực đang có để đảm bảo rằng những thảm kịch xả súng như tại trường tiểu học Sandy Hook sẽ không tái diễn. Một tòa nhà 5 tầng tại Trung Quốc bất ngờ đổ sập gây nhiều thương vong. Ngày hôm nay tại Bắc Bộ tiếp tục oi bức khi nhiệt độ tại nhiều tỉnh thành dao động ở mức 30 độ. Tuy nhiên tình trạng này sẽ chấm dứt vào ngày mai khi một đợt gió mùa đông bắc mới sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt rét đậm lần này có khả năng sẽ rơi vào đúng dịp lễ Giáng sinh. Từ ngày mai, nhiệt độ các tỉnh sẽ giảm từ 4 đến 5 độ so với ngày hôm nay. Tuy nhiên, theo nhận định, đây chỉ là đợt không khí lạnh có cường độ trung bình nên sẽ chỉ duy trì trong những ngày đầu tuần, sau đó nền nhiệt sẽ lại tăng trở lại. Đến khoảng ngày 22-23 tháng 12, vào dịp lễ Giáng sinh, các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt gió mùa đông bắc mạnh, khiến nhiệt độ trung bình ngày tại nhiều nơi ở miền Bắc giảm còn 15 độ C trở xuống. Vùng núi có rét hại, tác động nhiều đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Đây được dự báo là đợt rét đậm đầu tiên trong năm nay và kéo dài trong khoảng từ 4 đến 5 ngày. Nền nhiệt độ thấp có thể phù hợp với bầu không khí Giáng sinh, nhưng với sự thay đổi nhiệt độ giữa các lần không khí lạnh tràn về, thì nhiều người, đặc biệt là người già và trẻ em, rất có nguy cơ bị nhiễm các bệnh về đường hô hấp. Vào mùa đông, mỗi khi gió mùa đông bắc tràn về, thì những cơn mưa cũng xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh miền Bắc. Tùy cường độ của gió mưa mà có mưa lớn hay là mưa nhỏ, tuy nhiên đi kèm là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc có thể sẽ xuất hiện. Những hiện tượng bất thường này chỉ có hệ thống radar thời tiết mới kịp thời phát hiện. Song với hoạt động thiếu ổn định của các radar sử dụng công nghệ của những năm 70 thế kỷ trước, thì nhiều băn khoăn về tính chính xác của các dự báo này cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh hiển thị một đợt gió mùa đông bắc đang tràn về. Những màu sắc khác nhau thể hiện mức độ dày đặc của những đám mây trong khối không khí lạnh. Căn cứ vào đó, các dự báo viên sẽ đưa ra những cảnh báo mưa tại khu vực mà mây đang tồn tại. Không chỉ không khí lạnh tác động, mà nhiều hiện tượng thời tiết khác được hình thành và diễn ra trong một thời gian ngắn cũng bị hệ thống radar phát hiện. Radar là một cái công cụ quan trắc phục vụ dự báo rất là tốt, tại vì radar quan trắc mây trực tiếp trên bầu trời. Và hiện nay cái việc quan trắc và cảnh báo tố lốc, mưa đá và các hiện tượng thời tiết cực đoan trong khu vực miền Bắc thì chỉ có radar mới phục vụ tốt nhất cái việc này. Hiểu một cách đơn giản, trong kỹ thuật radar, người ta truyền đi một chùm sung vô tuyến có cường độ lớn và thu sóng phản xạ lại bằng máy thu. Phân tích sóng phản xạ sẽ cho biết vị trí, thậm chí là hình dạng của vật phản xạ, trong trường hợp này là những đám mây. Chỉ với một lượng nhỏ sóng phản xạ, tín hiệu vô tuyến đã có thể dễ dàng thu nhận và khuếch đại. Vì thế, radar thích hợp để định vị vật ở khoảng cách xa mà các sự phản xạ khác như của âm thanh hay của ánh sáng là quá yếu, không thể làm được. Tuy nhiên, khoảng cách mà radar có thể quét các yếu tố thời tiết như mây cũng có giới hạn. Theo cái khuyến cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO thì cái bán kính hoạt động hiệu dụng nhất của radar để mà ước lượng mà đo mưa định lượng thì nó khoảng là trong vòng khoảng 150 km đổ lại. Trong đó thì cái bán kính có thể sử dụng được thì là khoảng 200 km đối với một trạm radar thời tiết trong vấn đề quan trắc và phát hiện cũng như là cảnh báo hiện tượng thời tiết. Hiện nay mới có 7 trạm với tổng cộng 8 radar hoạt động trên phạm vi cả nước. Với phân bố và diện tích quét như hiện nay thì còn rất nhiều khu vực đang nằm ngoài vùng có thể dự báo. Đó là chưa kể nhiều thiết bị đã quá lạc hậu như tại Phú Liễn, Vinh và Việt Trì. Những radar hoạt động không dưới 10 năm và hiện nay trên thế giới đã ngừng sản xuất, cung cấp thiết bị thay thế, sửa chữa.
Còn trạm radar được xem là hiện đại nhất ở Việt Nam như radar Nha Trang cũng bị hạn chế hoạt động do cản trở của các nhà cao tầng. Theo quy hoạch, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có 15 trạm radar thời tiết với 11 radar được mua mới. Đây là cơ sở thuận lợi để phát triển hệ thống dự báo cực ngắn ở Việt Nam. Khi đó, độ chính xác của dự báo thời tiết sẽ không chỉ dừng lại ở những con số 80-90% như hiện nay, bởi thiệt hại lớn thường gây ra bởi 10-20% không chính xác còn lại. Thống kê trong năm 2012 cho thấy, số người mắc và tử vong do ngộ độc thực phẩm đều tăng cao hơn so với năm 2011, đặc biệt là đa số vụ ngộ độc xảy ra tại bếp ăn gia đình. Đây là thông tin được Bộ Y tế đưa ra sáng nay tại Hội nghị Tổng kết Công tác An toàn Thực phẩm quý 4 năm 2012 diễn ra tại Hà Nội. Theo nhận định của Cục An toàn Thực phẩm, tình trạng ngộ độc tại các bếp ăn gia đình rất có thể sẽ cao đột biến hơn nữa trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, bởi nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân gia tăng nên tình trạng gian lận thương mại cũng như buôn bán thực phẩm không an toàn cũng sẽ khá phổ biến. Theo thống kê của Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế, trong 11 tháng đầu năm 2012, toàn quốc ghi nhận 164 vụ ngộ độc thực phẩm với 5.500 người mắc, hơn 4.000 người đi viện và 33 người tử vong, tăng 23 vụ, 100 người mắc, gần 900 người đi viện và 7 trường hợp tử vong so với năm 2011. Đáng lưu ý, trong khi ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể có xu hướng giảm về cả số vụ, số mắc, số đi viện và số người tử vong, thì tình trạng này lại gia tăng ở các bếp ăn gia đình. Chỉ tính riêng trong quý 4 năm 2012, ngộ độc thực phẩm xảy ra tập trung tại gia đình chiếm hơn 63%. Điều này cho thấy hệ thống giám sát về ngộ độc thực phẩm từ tuyến xã tới tuyến tỉnh, thành phố vẫn còn nhiều bất cập. Một trong những điều khiến người dân không hài lòng khi đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện hiện nay chính là thái độ và cách làm việc của cán bộ y tế. Theo thống kê mới nhất của Tổng hội Y học Việt Nam công bố, 20% bác sĩ chỉ hỏi rồi kê đơn luôn cho bệnh nhân mà không hề khám hay tư vấn. Nguyên nhân được cho là do các nhân viên y tế không đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên. Hơn nữa, hiện nay quy trình khám chữa bệnh vẫn chưa được chuẩn hóa, dẫn đến ở các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện lớn thường xuyên ở trong tình trạng quá tải. Khâu khám bệnh được tiến hành rất nhanh chóng, thậm chí bị rút ngắn. Thời gian gần đây, Bộ Y tế liên tục đề cập đến vấn đề nâng cao chất lượng bệnh viện. Trong đó tập trung chính là nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, nêu cao y đức. Tiếp đó là tập trung chấn chỉnh lại các khoa khám bệnh, coi khoa khám như bộ mặt của bệnh viện, nhưng dường như đó mới chỉ dừng lại ở mong muốn. Trên thực tế, việc thực hiện các giải pháp nhằm giảm tải và nâng cao chất lượng bệnh viện ở nước ta còn rất hạn chế. Cụ thể, mới chỉ có 14,3% bệnh viện mua thêm các trang thiết bị y tế cần thiết, 35,7% bố trí thêm buồng khám, phòng khám, quầy phát thuốc, nơi thu tiền, 64,3% công khai giá viện phí và chỉ 14,3% phát số tự động chờ khám bệnh. Trẻ em là đối tượng không được phỏng vấn về những trải nghiệm bạo lực gia đình trong phần lớn các khảo sát liên quan. Nhưng theo tiết lộ từ những người mẹ thì tỷ lệ này đang có xu hướng ngày càng tăng lên với mức độ nghiêm trọng hơn. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo công bố những nghiên cứu về nam tính và phân biệt đối xử giới tại Việt Nam được Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Theo nghiên cứu của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, gần 20% phụ nữ có con dưới 15 tuổi cho biết những đứa trẻ của họ đã từng bị bạo lực do chồng mình gây ra, thường là bị tát hay mắng, thậm chí là hành hạ về thể xác. Tỷ lệ này của năm 2009 là 17%. Khảo sát cũng cho thấy bạo lực đối với trẻ em có mối liên hệ chặt chẽ với bạo lực đối với phụ nữ do cùng một đối tượng gây ra là chồng. Số phụ nữ bị bạo lực thể xác do chồng gây ra cho biết, con cái họ đã từng chứng kiến cảnh bạo hành ít nhất một lần, trong đó có cả cảnh bạo lực tình dục. Tác động tiêu cực của bạo lực gia đình đối với những đứa trẻ trong lứa tuổi này thường gặp phải như cảm giác buồn chán, thiếu động cơ học tập, thường có tính hung hăng, một số còn chọn cách tự vẫn. Tại hội thảo, các chuyên gia cũng nhấn mạnh sự phân biệt đối xử và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở bất kỳ nơi nào trên thế giới đều bị coi là một tệ nạn xã hội và vi phạm quyền con người. Chính nam giới có vai trò quan trọng trong việc chấm dứt bạo lực và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái. Lao động nữ đi làm việc tại nước ngoài rất dễ bị tổn thương và có nguy cơ bị lạm dụng nhiều hơn nam giới. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có chính sách riêng cho đối tượng này. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia trong hội thảo đối thoại chính sách về bảo vệ quyền của phụ nữ đi làm việc ở nước ngoài do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Hầu hết các văn bản pháp luật và chính sách hiện hành đều quy định chung cho cả nam và nữ. Thực tế khi làm việc ở nước ngoài,
nhiều trường hợp lao động nữ ở Việt Nam bị người sử dụng quyền lương làm thêm, bị ngược đãi hoặc đánh đập, đặc biệt là những người làm công việc có tính đặc thù như giúp việc gia đình, hộ lý, y tá chăm sóc người bệnh tại các viện dưỡng lão. Nhiều chuyên gia cho rằng mặc dù đã có luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng văn bản này chưa thể hiện được nguyên tắc bình đẳng giới. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đưa lao động đi xuất khẩu lại không thông báo cho cơ quan ngoại giao hoặc không cung cấp địa chỉ, số điện thoại hỗ trợ cho các lao động khi cần thiết. 5 năm trở lại đây, bình quân mỗi năm Việt Nam đưa từ 70.000 đến 80.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trước đây, lao động đi làm việc ở nước ngoài chủ yếu là nam giới. Tuy nhiên, những năm gần đây, lao động nữ đang có xu hướng tăng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đang dự thảo quyết định của Chính phủ về việc ban hành tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. Đây là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2013-2015. Theo đó, dự thảo quy định các đối tượng này là gia đình có thu nhập bình quân từ 521.000 đồng đến 900.000 đồng một người một tháng. Trước đó, do không có tiêu chí cụ thể nên những đối tượng này gặp nhiều khó khăn để hưởng lợi từ các chính sách xã hội. Một trong số đó là quyền hưởng bảo hiểm y tế. Luật bảo hiểm y tế hiện hành quy định đối với những trường hợp hộ nông dân có mức sống trung bình sẽ được hỗ trợ 30%. Mặc dù chỉ 2 tuần nữa, việc thu phí bảo trì đường bộ theo Nghị định 18 của Chính phủ và Thông tư 197 của Bộ Tài chính sẽ được tiến hành, nhưng phải đến ngày hôm nay, hai cơ quan liên quan là Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính mới lần đầu tiên tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn cũng như trả lời các khúc mắc của các cơ quan đơn vị địa phương về vấn đề gây tranh cãi này. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thậm chí còn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân không kiến nghị thêm. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường, trước sự cấp thiết của việc thành lập quỹ bảo trì đường bộ nhằm cải thiện chất lượng đường xá, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân, Nghị định 18 của Chính phủ về thu phí bảo trì đường bộ qua đầu phương tiện đã ban hành vào đầu năm 2012, dự định thực hiện vào giữa năm, tháng 6 năm 2012. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế xã hội nên đã phải trì hoãn đến đầu năm 2013. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, đầu năm 2013 là thời điểm thích hợp và không thể trì hoãn việc triển khai nghị định này. Như vậy, cái việc mà đã nuôi cái quỹ công việc của liên bộ thì đã chính phủ đã đồng tình với các hiệp hội và đã nuôi rồi. Cho nên là thời điểm này là thời điểm chúng ta phải chấp hành để thực hiện. Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu, việc triển khai thu phí đường bộ vào thời điểm đầu năm mới vẫn là quá cập dập, bởi trong thông tư hướng dẫn chưa thấy đề cập đến vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Công an trong việc xử lý các trường hợp chủ sở hữu phương tiện chưa nộp phí bảo trì đường bộ. Đồng thời, đối với các doanh nghiệp vận tải, phí bảo trì đường bộ phải nộp ít nhất từ 3 tháng trở lên sẽ khiến các doanh nghiệp này lâm vào tình trạng khủng hoảng về tài chính, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Bộ Giao thông Bộ Tài chính đã thông báo cho bên Bộ Công an và các cục cảnh sát giao thông được biết chưa, để tránh cái chuyện hàng ngàn đi kiểm tra rồi người ta không rõ rồi người ta cứ kiểm tra rồi doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp vận tải thì chúng tôi đi hành ở trên đường rất nhiều. Trả lời trước những khúc mắc này, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp vận tải, bộ này sẽ điều chỉnh sửa đổi trong quá trình thực hiện. Còn từ nay cho đến khi nghị định được thực thi, bộ này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân không kiến nghị thêm. Như để củng cố thêm lý lẽ cho mình, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định sẽ cho ngừng hoạt động những trạm thu phí của nhà nước ngay khi Nghị định 18 có hiệu lực. Hiện cả nước có 57 trạm thu phí, trong đó có 13 trạm thu phí nhà nước, còn lại là các trạm thu phí BOT, trạm thu phí bán thương quyền. Những trạm này vẫn được hoạt động cho đến khi hoàn xong vốn đầu tư. Trước những thông tin về việc chạy biên chế 100 triệu đồng tại Hà Nội, trong buổi công bố chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ diễn ra sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu lãnh đạo thành phố Hà Nội phải thanh tra, kiểm tra để làm rõ về nạn tiêu cực trong thi tuyển công chức. Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu chỉ số cải cách hành chính sắp áp dụng vào năm 2013 dành một mục là lấy ý kiến người dân, cán bộ, công chức về tuyển dụng công chức. Việc phát hiện những tiêu cực trong thi tuyển công chức của báo chí người dân là rất quan trọng và chính người dân sẽ được lấy ý kiến về tình trạng này. Từ những thông tin này, Bộ Nội vụ và các bộ sẽ thẩm định đánh giá. Nếu phát hiện thực sự có tiêu cực thì sẽ phản hồi. Trước đó, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân Hà Nội vào đầu tháng 12, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã cho rằng Trưởng phòng Nội vụ quận huyện đang là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, nhận tiền chạy của các thí sinh để đỗ công chức với mức giá không dưới 100 triệu đồng.
hầu hết các cửa hàng xăng được kiểm tra tại Thành phố Hồ Chí Minh đều có vi phạm. Đây là kết luận của Chi cục Quản lý thị trường thành phố trong báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012. Qua kiểm tra 72 cửa hàng, trạm và đại lý kinh doanh xăng dầu, lực lượng chức năng thành phố đã phát hiện vi phạm tại 71 cơ sở, chiếm tỷ lệ 98,61%. Các vi phạm được phát hiện chủ yếu là về đo lường. Nhiều thủ đoạn tinh vi được sử dụng như bấm khống số tiền trên cột bơm trong khi khách hàng đang đổ xăng, ngưng bán hàng mà không có lý do chính đáng, không có chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh đó, không ít cây xăng tại Thành phố Hồ Chí Minh có vấn đề về chất lượng, điển hình như cây xăng Lan Anh tại phường 26 quận Bình Thạnh bán xăng có lẫn cả methanol và nước khiến hàng trăm xe chết máy. Trước nạn chuột đang hoành hành tại Thành phố Hồ Chí Minh gây nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm cho con người, Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu 24 quận huyện tổ chức diệt chuột trên diện rộng. Công việc này sẽ phải hoàn thành trong 2 tuần. Theo đó, tùy khả năng của từng địa phương, Trung tâm Y tế Dự phòng quận huyện sẽ tổ chức diệt chuột ở những khu vực theo thứ tự ưu tiên như nhà máy chế biến thực phẩm, nhà kho, trại chăn nuôi, chợ, bến tàu, bến xe, bến cảng, nhà ga, khu dân cư có nhiều chuột, bệnh viện, trường học, công viên, nhà hàng, khách sạn, quán ăn và cơ quan hành chính sự nghiệp. Hóa chất sử dụng là flusuamafen 0,005% dạng viên 4g, chế phẩm Storm tương đương 250 viên 1kg. Xác chuột phải được xử lý tiêu hủy mỗi ngày để tránh ô nhiễm môi trường bằng biện pháp chôn lấp hoặc tiêu hủy. Mỗi quận huyện có thể chọn thời điểm khác nhau nhưng phải kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2012. Đã nhiều năm nay, cái tên phường Đông Hưng Thuận, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh liên tục được nhắc đến tại các diễn đàn về môi trường. Sở dĩ cái tên đó quen thuộc là vì những hộ dân ở đây đã phải chịu đựng cảnh khói bụi ô nhiễm hàng chục năm nay, khiến cuộc sống thường ngày bị đảo lộn. Tuy nhiên, cũng trong thời gian hàng chục năm ấy, chính quyền từ cấp thấp nhất là phường đến cấp cao nhất là thành phố lại không thể giải quyết nổi tình trạng này. Một buổi họp tổ dân phố của bà con khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Không phải là lần đầu tiên, nội dung cũng rất cũ và rất có thể sẽ lại kết thúc trong vô vọng như hàng chục lần trước đó. Chưa có lần nào ấy, tức là chưa có lần nào mà phường xuống dự nó đừng nói về tới quận với lại tới ai. Cho nên là dân chúng tôi bức xúc là đúng rồi. Đây là lý do khiến cho người dân bức xúc. Kênh Tham Lương, con kênh chết do hàng ngày phải hứng chịu nước thải chưa qua xử lý từ 49 cơ sở sản xuất xả ra. Hàng chục ống khói từ các cơ sở dệt nhuộm ngang nhiên xả khói ngày đêm. Để tiết kiệm tối đa chi phí đầu vào, thay vì sử dụng các nguyên liệu đốt được quy định, thì cơ sở sản xuất này lại sử dụng mùn cưa và vỏ hạt điều để làm chất đốt. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho không khí ở khu vực này luôn đặc quánh bụi than. Những cái người đi làm cả ngày tối về là không sao, nhưng mà những người ở nhà như tôi này, kể cả công nít, 10 đứa là bị viêm họng, viêm cổ hết cả 10, mà trong nhà là có 3 mẹ con, đều bị viêm xoang hết cả 3 mẹ con. Nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, từ đầu năm 2011 đến nay, nhiều ban ngành liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hàng chục cuộc khảo sát để nắm tình hình. Những cuộc khảo sát đó là vô ích. Các cơ quan có chức năng kiểm tra thanh tra rất là nhiều lần và đã xử phạt rất là nhiều. Cụ thể như là Ủy ban Nhân dân quận 12, Sở Tài nguyên Môi trường, Cục Cảnh sát Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường thì đã kiểm tra rất là nhiều lần. Tuy nhiên là chỉ dừng ở mức độ là xử lý vi phạm, phạt tiền thôi. Do đó là cái dẫn tới cái tình trạng ô nhiễm kéo dài. Một nguyên nhân nữa khiến tình trạng ô nhiễm ở phường Đông Hưng Thuận đã diễn ra gần chục năm nay mà không được giải quyết chính là sự lơ là trong quản lý, thiếu cương quyết trong việc hậu kiểm, xử lý của các cấp chính quyền từ phường đến thành phố. Cái sự phối hợp nó chưa có ăn ý vì lý do là đa số là các cơ sở này là do quận cấp phép đăng ký kinh doanh. Thành ra là khi mà mình phối hợp kiểm tra, mình cũng có giao về cho địa phương để mà họ hậu kiểm. Nhưng mà công tác hậu kiểm thì có một cái sự phối hợp nó cũng chưa tốt lắm. Bao giờ mới có chế tài đủ mạnh? Bao giờ các doanh nghiệp này mới thôi không hủy hoại môi trường? Bao giờ những con người ở đây mới được sống một cuộc sống đúng nghĩa? Đó là những câu hỏi mà từ chục năm nay vẫn văng vẳng bên tai những người dân Đông Hưng Thuận.
Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Barack Obama hứa sẽ sử dụng tất cả những quyền lực đang có để đảm bảo rằng những thảm kịch xả súng như tại trường tiểu học Sandy Hook sẽ không tái diễn. Trung Quốc cảnh báo đường lối chính trị cứng rắn của tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong tranh chấp biển đảo giữa hai nước. Cánh tay giả điều khiển bằng não với độ chính xác hơn 90%, hy vọng mới cho những người bại liệt. Sau vụ xả súng kinh hoàng hôm 14 tháng 12 khiến 20 trẻ em thiệt mạng tại bang Connecticut, dư luận Mỹ lại dấy lên một vấn đề đáng quan ngại rằng liệu tình trạng xả súng bừa bãi sẽ còn tiếp diễn. Nhằm trấn an người dân Mỹ sau một loạt các vụ xả súng đẫm máu, Tổng thống Mỹ Barack Obama trong buổi tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát ở thị trấn Newtown đã cam kết sẽ dùng mọi quyền lực của ông để ngăn chặn các vụ thảm sát tương tự xảy ra. Tại lễ tưởng niệm, bên cạnh những lời động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát lớn với gia đình các nạn nhân, ông Obama cũng trấn an dư luận rằng Nhà Trắng sẽ làm hết sức mình để bảo vệ sinh mệnh của những dân thường vô tội trong một đất nước có khoảng 315 triệu người, nhưng sở hữu tới hơn 270 triệu khẩu súng các loại. Chúng ta không thể tha thứ cho điều này được nữa. Những thảm họa như thế này cần phải chấm dứt, và để chấm dứt, chúng ta phải hành động. Ông Obama cho biết thêm sẽ triệu tập một cuộc họp bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật, đại diện các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục để thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn những thảm kịch trong tương lai. Tuy nhiên, các biện pháp cứng rắn hơn về luật sở hữu súng lại không được đưa ra. Cũng trong ngày hôm qua, cảnh sát bang Connecticut đã chính thức xác nhận thủ phạm vụ thảm sát 27 người, trong đó có 20 trẻ em, là Adam Lanza. Tên này đã giết chết mẹ đẻ của mình, vốn là giáo viên tại trường tiểu học Sandy Hook, trước khi đến trường tấn công những người khác. Cái chết thương tâm của các em nhỏ hôm 14 tháng 12 đã khiến mối quan ngại cũng như các cuộc tranh luận về việc kiểm soát súng ở Mỹ trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Nhiều quan chức Mỹ đã lên tiếng ủng hộ kiểm soát chặt chẽ hơn đối với loại vũ khí này. Kết quả tổng tuyển cử ngày hôm qua tại Nhật vừa được công bố cho thấy Đảng Dân Chủ Tự Do đã chiến thắng lớn, nhiều khả năng sẽ đưa chủ tịch đảng là ông Shinzo Abe trở lại ghế thủ tướng. Ngay trong phát biểu đầu tiên, ông Abe tỏ rõ sự cứng rắn trong vấn đề biển đảo với Trung Quốc. Với việc giành được hơn 2/3 trong tổng số 480 ghế tại Hạ viện, Liên minh của Đảng Dân Chủ Tự Do LDP và Đảng Tân Komeito đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Nhật diễn ra hôm qua. Chiến thắng này nhiều khả năng sẽ đưa cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trở lại với chức vụ cao nhất trong chính phủ sau nhiệm kỳ đầu tiên không thành công năm 2007. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Abe cam kết sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản và sẵn sàng đối diện với Trung Quốc trong tranh chấp về lãnh thổ. Và trong bài phát biểu mới nhất của mình ngày hôm nay, ông Abe đã một lần nữa bày tỏ sự cứng rắn này. Nhật Bản sở hữu và tích cực kiểm soát quần đảo Senkaku, sẽ không có thỏa hiệp nào về vấn đề này. Trong trường hợp các công ty hoặc người dân Nhật Bản bị làm tổn hại trên đất Trung Quốc, đó mới thực sự là đi ngược lại các quy tắc quốc tế. Chúng tôi cần phải nói với Trung Quốc và cộng đồng quốc tế rằng Nhật Bản sẽ không tha thứ cho điều đó. Phản ứng trước tuyên bố của tân Thủ tướng Nhật Bản, Bắc Kinh hôm nay bày tỏ quan ngại cao độ về hướng đi trong tương lai của Nhật dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Tự Do. Chúng tôi quan ngại cao độ về đường lối phát triển mà Nhật lựa chọn. Trung Quốc hy vọng Nhật có thể tiếp tục đi theo con đường phát triển hòa bình, cũng như đóng vai trò tích cực trong duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhanh chóng chúc mừng ông Abe. Ông Obama khẳng định quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật là hòn đá tảng với hòa bình và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và ông chờ đợi được hợp tác chặt chẽ với chính quyền tiếp theo và với người dân Nhật Bản. Sau đây là cụm tin vắn quốc tế đáng chú ý. Tân Hoa Xã hôm nay đưa tin nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao hôm 14 tháng 12 làm bị thương 23 học sinh tại một trường tiểu học ở huyện Quang Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị bắt giữ. Theo cảnh sát, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 14 tháng 12, đối tượng Mẫn Dụng Quân đã đột nhập vào một ngôi nhà cạnh trường học trên, lấy dao tấn công làm bị thương một cụ bà 85 tuổi trong nhà. Sau đó tên này vào trường học và tấn công học sinh làm 23 em bị thương. Điều tra ban đầu của cảnh sát còn cho thấy nghi phạm bị chứng động kinh lâu năm và đã bị tác động mạnh về tâm lý do những lời đồn đại về ngày tận thế. Hôm qua, một trận lở tuyết đã xảy ra tại sông băng Siachen, khu vực tranh chấp lãnh thổ giữa Pakistan và Ấn Độ, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Thông tin đã được quân đội Ấn Độ xác nhận trong một cuộc họp báo diễn ra cùng ngày ở thủ đô New Delhi. Nằm ở độ cao 6.000m so với mực nước biển,
sông băng Siachen là nơi Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền với hàng ngàn binh lính đồn trú. Hồi tháng 4 năm ngoái, một trận lở tuyết ở đây đã khiến 140 người thiệt mạng, chủ yếu là các binh sĩ. Trưa qua, một tòa nhà cao 5 tầng tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bất ngờ đổ sập làm một phụ nữ tử vong, nhiều người khác bị thương và chôn vùi một người đàn ông. Các nhà chức trách chưa biết nữ nạn nhân thiệt mạng sau khi được đưa vào bệnh viện, còn người đàn ông đã được giải cứu sau 20 tiếng đồng hồ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo điều tra ban đầu, công trình xây dựng kém chất lượng có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Ngôi nhà này được xây vào năm 1989. Trước khi sập, tòa nhà đã xuất hiện nhiều vết nứt, tường gạch lâu ngày bị ngấm nước mưa. Trong khi đó, tại Ecuador, chính quyền đã ban bố báo động da cam, mức báo động lớn thứ hai cho các vùng gần núi lửa Tunguragua, cách thủ đô Quito 135 km về phía nam. Viện Địa vật lý Ecuador cho biết núi lửa Tunguragua đã hoạt động trở lại từ ngày 14 tháng 12 với sự tăng nhẹ của lượng khí ga thải ra. Núi lửa Tunguragua hay còn được gọi là họng lửa theo tiếng thổ dân Quechua, cao hơn 5.000 mét so với mặt nước biển. Đợt phun trào năm 1999 của núi lửa này đã khiến hàng chục nghìn người phải đi sơ tán. Một tổ chức phi chính phủ của Đan Mạch mới đây cho biết rất nhiều em nhỏ tại các trại trẻ mồ côi ở Triều Tiên đang phải sống trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Thiếu thức ăn và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe là nguyên nhân chính của thực trạng này. Những đứa trẻ sơ sinh này được chăm sóc tại một trại trẻ mồ côi ở Hyesu, thủ phủ của tỉnh Hoang Hae Nam nằm ở phía tây bắc Triều Tiên. Nhiều em đang khóc vì bị những con ruồi bu quanh đầu. Một số khác ngồi trên nền nhà, tất cả đều có biểu hiện của bệnh nhiễm trùng da, tóc mọc lờ thờ. Trong một cuộc khảo sát được tổ chức Mission X thực hiện ngẫu nhiên đối với một nhóm các em nhỏ, 70% được kết luận là bị suy dinh dưỡng, trong đó 30% suy dinh dưỡng nặng và 40% còn lại ở mức độ nhẹ hơn. Tôi đến một căn phòng và thấy 15 đứa trẻ sơ sinh đang nằm trên sàn nhà. Tất cả đều có chung tình trạng suy dinh dưỡng, không có sức sống, khóc lóc. Chúng thậm chí còn không đủ sức để đuổi những con ruồi trên mặt. Những đứa trẻ này sẽ chết nếu không được sự giúp đỡ trong tương lai gần. Theo Tổ chức Nông lương Thế giới, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em vẫn xảy ra ở các nước nghèo. Triều Tiên hiện có khoảng 1/3 trong số 25 triệu dân đang sống trong tình trạng suy dinh dưỡng vì thiếu thức ăn, do liên tục phải đối mặt với các đợt lũ lụt cũng như lệnh cấm vận từ bên ngoài. Bên cạnh đó, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như điều kiện tiếp xúc với nước sạch bị hạn chế cũng đã đẩy tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở nước này tăng cao. Một nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà thần kinh học và kỹ sư sinh học thuộc trường Đại học Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ, ngày hôm qua công bố đã chế tạo thành công cánh tay robot được điều khiển bằng não hiện đại nhất từ trước tới nay. Kết quả này đã mở ra một hy vọng mới cho những bệnh nhân bị liệt tay chân trên toàn thế giới. Bằng cách phẫu thuật cấy ghép cánh tay robot cho những người bại liệt có tay mất khả năng chuyển động, các nhà khoa học đã tiến hành kết nối ý tưởng hoạt động của bộ não để điều khiển cánh tay giả thông qua việc cấy các mảng vi điện cực nhỏ vào vỏ não của người bệnh. Các vi điện này sẽ nhận các tín hiệu từ não gắn với các ý tưởng chuyển động. Những tín hiệu sau đó sẽ được chuyển thành tín hiệu điện, điều khiển cánh tay nhân tạo chuyển động theo ý muốn. Phát minh mới này giúp tăng cường đáng kể các ma lệnh, hay còn gọi là các thuật toán, cho phép tín hiệu đầu tiên xuất hiện từ não bộ nhanh chóng được sao chép. Thuật toán dựa trên mô hình máy tính này gần như cho phép bắt chước cách mà bộ não bình thường điều khiển các chuyển động bằng tay. Nhóm nghiên cứu đã áp dụng phương pháp trên đối với một phụ nữ 52 tuổi bị bại liệt từ cổ trở xuống. Kết quả cho thấy, người bệnh có thể chuyển động được cánh tay giả với độ chính xác tới 91,6% và nhanh hơn 30 giây so với lúc bắt đầu thử nghiệm. Nhóm nghiên cứu khẳng định đây là một bước ngoặt trong việc phát triển các thiết bị sử dụng giao diện não, trong đó có ứng dụng điều khiển các chuyển động. Họ hy vọng phát minh mới cũng sớm được ứng dụng cho quân đội nhằm hỗ trợ các cựu chiến binh bị thương. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày 17 tháng 12 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!